Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Không có một đấng nào giống như Chúa của chúng ta, amen nhé. Rất quyền năng, rất siêu việt và đầy tình yêu thương. Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 6, 2023, tôi gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ông bà anh chị em là những con cái yêu dấu của Ngài và đang theo dõi hội thánh và đang có mặt tại hội trường này. Xin Chúa ban phước cho chúng ta một thánh nhật đầy dẫy quyền năng và phước hạnh trong Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều, cảm ơn Ngài thật nhiều. Và tôi muốn anh chị em cùng với tôi mở ra trong Giăng chương 6 câu 63. Buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau tĩnh nguyện câu kinh thánh này. Chúng ta có vài điều để suy nghĩ về câu kinh thánh này và làm mới lại đời sống của chính mình. Cũng như chiếc xe vậy đó, luôn luôn phải được bảo trì bảo dưỡng, thì tâm linh chúng ta cũng phải luôn luôn được bảo trì bảo dưỡng để cho chúng ta luôn mới, lúc nào cũng trong trạng thái như mới. Đây là điều Chúa ao ước. Tôi xin đọc câu kinh thánh này và mời tất cả anh chị em chúng ta cùng theo dõi. Giăng chương 6 câu 63. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Tôi xin đọc lại. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Cảm ơn Ngài. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Nếu tất cả những lời Chúa đều là thần linh và sự sống, thì cuộc sống của tôi và ông bà anh chị em phải phụ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời. Amen. Đây là điều mà chúng ta phải nghĩ, phải suy và phải hết sức nghiêm túc nhận vào cho đời sống của mình. Con người của chúng ta vì sự lầm lạc của tội lỗi đã tự tách mình để sống độc lập khỏi lời của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do, cũng là nguyên nhân của rất nhiều rắc rối tai họa mà chúng ta thấy hiện nay. Vì vậy hôm nay lời của Chúa buổi sáng để cảnh tỉnh tất cả chúng ta hãy điều chỉnh lại cái sự tập trung của mình trong đời sống. Chúng ta đang tập trung vào đâu? Chúng ta tập trung vào những việc của đời này mà không có lời Đức Chúa Trời, hay chúng ta đang tập trung vào những điều mà đấng tạo hóa, đấng sáng tạo ra chúng ta đang nói? Nếu lời của Đức Chúa Trời là thần linh và sự sống, thì sự sống của tôi và bạn chị em nhất định phải phụ thuộc vào lời Ngài. Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng con người sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn bằng mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Có một người nói rất là hay, tôi thấy tuy là hình ảnh thôi nhưng rất cảnh tỉnh chúng ta. Bụi bặm càng bám vào quyển kinh thánh của anh chị em nhiều bao nhiêu thì nan đề trên đời sống anh chị em cũng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy thưa ông bà anh chị em, sự tự do đích thực là sự tự do khi mà lời của Đức Chúa Trời sống trong lòng chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Sự thịnh vượng đích thực là sự thịnh vượng mà do lời của Chúa sống trong lòng chúng ta đem lại. Vì vậy tôi khích lệ tất cả anh chị em đang ngồi đây và những anh chị em đang theo dõi hội thánh qua live stream, hãy đầu tư tất cả thời gian mình có thể cho lời của Chúa mỗi ngày. Vì lời Ngài là sự sống cho chúng ta. Lời Ngài có quyền năng để giải cứu chúng ta. Lời Ngài có năng lực để thánh hóa chúng ta. Lời Ngài có trí tuệ để giữ cho chân chúng ta khỏi sai lầm và vấp ngã. Lời Ngài có thể khai sáng cho chúng ta khi chúng ta bối rối không biết phải làm gì. Lời của Ngài
dẫn chúng ta đến gần với Đấng đã tạo dựng chúng ta và yêu thương chúng ta. Cho nên hỡi các bạn chị em, đừng bao giờ cảm thấy nhàm chán với quyển kinh thánh này. Đừng bao giờ mình cảm thấy rằng tôi đã học hết quyển kinh thánh này. Không, nó là sự sống. Và sự sống thì cần phải được tiếp cận, cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được nhận lãnh mỗi ngày. Mỗi ngày và một cách thường xuyên. Không ai nói rằng buổi sáng hôm nay tôi hít một hơi không khí đầy phổi tôi rồi, cho nên tôi không cần hít thở nữa. Không ai nói câu đó cả. Hoặc là không ai nói rằng hôm nay tôi đã ăn no bụng rồi, cho nên một năm sau tôi cũng mấy cần ăn lại, tôi không cần ăn nữa. Không ai nói điều đó. Nhưng mỗi giây đồng hồ chúng ta cần hít thở, mỗi một ngày chúng ta cần ăn uống để nuôi cơ thể này. Thì thương bạn chị em, đời sống tâm linh của bạn chị em đối với lời Chúa cũng cần giống như vậy. Hãy ý thức thật rõ điều này, thưa quý vị. Hãy ý thức thật rõ điều này. Để cho gì? Chúng ta tránh được những rắc rối trong cuộc sống, tránh được những bệnh tật, tránh được những hà hiếp lừa dối của ma quỷ, tránh được những cái điều mà nó có thể đem lại. Tôi không nói rằng trong cuộc sống chúng ta, khi chúng ta có lời Chúa thì tai họa nó sẽ không đến, bệnh tật nó sẽ không đến, ma quỷ nó sẽ không đến. Tôi không nói điều đó. Nhưng tôi nói rằng khi anh em có lời Chúa, những thứ đó đến, anh em có khả năng để chiến thắng nó. Đây là chỗ chúng ta cần ý thức. Amen chị em. Vì vậy đó, dựa theo câu kinh thánh này, tôi khuyên anh chị em như thế này: chúng ta cần đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày. Một cách gì? Chậm rãi thôi. Chậm rãi. Cái người mà ăn chậm á là cái người rất có một cái hệ thống tiêu hóa rất là tốt. Ông ca sinh đã đầu bệnh. Cho nên mình ăn nuốt lời Chúa cũng giống vậy. Chậm thôi anh chị em, đừng quá nhanh. Vì khi anh chị em đọc lời Chúa quá nhanh, anh chị em sẽ không bao giờ có thể nhận được điều mà Đức Chúa Trời muốn nói cho mình. Chậm thôi, đọc từ từ, từ từ. Đó là cái nguyên tắc mình học Kinh Thánh. Đừng bao giờ vội vàng với lời của Chúa. Phải không ạ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta hãy đọc lời Chúa một cách lặp đi lặp lại. À, ví dụ một đoạn kinh thánh đó, sáng anh chị em đọc một lần, anh chị em suy ngẫm. Trưa anh chị em đọc lại một lần, suy ngẫm. Chiều tối trước đi khi đi ngủ đọc lại một lần, suy ngẫm. Và luôn nói: Chúa Thánh Linh ơi, Ngài dạy con điều gì? Không cần nhiều. Điều quan trọng là Chúa dạy mình điều gì qua đoạn kinh thánh mình đọc. Đó mới là điều quan trọng. Điều Chúa dạy chính là điều mà tâm linh mình ăn nuốt được. Anh chị em ha. Như vậy thì chìa khóa để đọc kinh thánh là gì anh chị em? Chậm rãi và lặp đi lặp lại ha. Chậm rãi và lặp đi lặp lại. Và để cho nó có thể ăn vào trong tâm linh của mình, thì đôi khi mình làm điều thứ ba nữa. Đó là mình hãy thay cái tên mình vào những chỗ nào mà Chúa hứa. Ví dụ Chúa hứa trong Dân chương 15 câu 7: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong ngươi, thì ngươi cầu xin bất cứ điều gì sẽ được điều đó. Thì mình thay tên mình vào đó. Lạy Chúa, nếu con ở trong Chúa và những lời của Chúa ở trong con, thì hãy con xin điều gì, Chúa cho con điều đó. Anh em hiểu không ạ? Mình nói nhắc như vậy để cho tâm linh mình nó bừng tỉnh ra. Chứ không là nó đọc hồi nó tưởng đâu lời Chúa cho ai chứ không phải cho mình. Đôi khi mình đọc lời Chúa mình cứ nghĩ chắc lời này cho ông Abraham chứ không phải cho mình. Mình sống thế kỷ 21 mà, đúng không ạ? Thì nó sai lầm đi. Mình hãy thay tên mình vào, thì mình sẽ chậm rãi từ từ để nhận sự sống cho mình. Đấy anh chị em, đây là cách ngắn gọn nhất để chúng ta thực hành những điều mà Chúa chép trong lời Ngài. Rất là quý, rất là quý. Mỗi ngày nha.
Vì vậy cho nên tôi muốn khích lệ anh chị em buổi sáng hôm nay là anh chị em hãy làm một cam kết với Chúa trong lời cầu nguyện bây giờ. Anh chị em có biết rằng đi theo Chúa là một cam kết không? Cam kết đó. Nó là một cam kết. Anh chị em cam kết trung thành với Chúa trọn đời. Anh chị em cam kết anh chị em có thể trung tín với Chúa dù bất kể hoàn cảnh nào. Theo Chúa Giêsu là một cam kết, và đây là một cam kết trọn đời. Vì vậy, việc anh chị em nói rằng anh chị em sống phụ thuộc vào Kinh Thánh cũng là một cam kết. Vì Kinh Thánh cho chúng ta những chuẩn mực, những hệ giá trị, những suy nghĩ, những tư tưởng mà đời này đôi khi rất trái ngược. Rất trái ngược, trái lắm. Vì thế cho nên anh em phải có một cam kết, nói rằng Chúa ơi, con đọc Kinh Thánh, và bất cứ điều gì lời Ngài nói mà trái với suy nghĩ của con, trái với logic của con, thì con quyết định sẽ ăn năn và thay đổi. Đó là cam kết. Tại sao tôi nói điều này? Vì có một số ông bạn chị em đó chỉ đọc lời Chúa những chỗ nào mà mình thấy thích thôi, còn chỗ nào mà thấy không thích á thì mình không đọc. Ví dụ có anh chị em nào đó đang tằng tiệu bên ngồi, phải không ạ? Người ngồi vợ ngồi chồng, thì bỏ luôn Ma-thi-ơ chương 6 không đọc. Bởi vì nơi đó Chúa nói rằng người có suy nghĩ mà ham mến một người phụ nữ thì người đã bị phạm tội tà dâm và bị quăng xuống hỏa ngục. Cho nên người ta bỏ những cái khúc nào mà mình đang thấy là không phù hợp. Đừng bỏ anh chị em. Chính lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta được sống. Lời Đức Chúa Trời khiến chúng ta ăn năn. Lời Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta phải có một cam kết trước khi đọc Kinh Thánh. Anh chị em đồng ý không? Cam kết: Chúa ơi, con sẽ đọc lời Ngài, và bất cứ điều gì Ngài nói con sẽ thay đổi. Con sẽ cầu nguyện để Chúa giúp con, con sẽ thay đổi. Tôi nói với anh chị em, nếu mình làm được điều đó thì đời sống chúng ta sẽ có năng lực để đắc thắng. Chắc chắn luôn. Chắc chắn. Và thực sự trong thâm tâm tôi muốn xây dựng một hội chúng có lời Đức Chúa Trời. Chứ tôi không muốn xây dựng một đám đông sùng đạo. Anh em hiểu không ạ? Đức Chúa Trời không cần một đám đông sùng đạo. Đức Chúa Trời cần những con người có lời của Ngài. Amen. Còn đám đông sùng đạo thì qua Hồi giáo đó nhiều lắm, phải không ạ? Đầy tất cả mọi thứ trên thế giới thì đám đông đầy. Nhưng mà Đức Chúa Trời đang đi tìm kiếm những con người biết tôn quý lời của Ngài, biết trân quý giữ gìn lời Ngài. Chúa sẽ ở giữa những con người đó. Vì vậy thưa ông bà anh chị em, hãy nghiêm túc buổi sáng này. Nghiêm túc buổi sáng này. Và thật sự á, tôi rất là được phấn khích, được khích lệ, được nâng đỡ khi mà tôi cầu nguyện cho những người nào mà có lời của Chúa. Phải bắt đầu. Nếu hôm nay mình tin Chúa một năm rồi mà mình chưa đọc hết quyển Kinh Thánh này, chưa biết Tân Ước là gì, Cựu Ước là gì, chưa biết Cựu Ước có bao nhiêu sách, Tân Ước có bao nhiêu sách, nói đơn giản thế thôi, thì mình đã thất bại trong đức tin của mình rồi. Thất bại rồi. Chắc chắn 100% rồi. Mình tin Chúa, mình đi theo Chúa, mình ngồi trong hội thánh thường xuyên có mặt, nhưng mà bảo dở Văn chương 6 câu 63 ra ngồi lật một tiếng đồng hồ chưa biết nó nằm chỗ nào, thế căng rồi. Căng thẳng lắm rồi. Tôi nói đời sống anh chị em sẽ gặp rắc rối. Gặp rắc rối. Vì vậy anh chị em đã mình tuyên xưng tin Chúa rồi thì tôi nhất định anh chị em ơi, hãy ôm ngủ với quyển sách này. Còn nếu không tin Chúa thì tôi không bàn rồi.
Còn khi anh em đã quyết định tin thì phải ôm ngủ với quyển sách này, vì nó là sự sống của anh chị em. Amen. Là sự sống. Mình tin Chúa để sống mà mình không ăn thức ăn để tiếp tục nuôi dưỡng sự sống của mình thì thật là mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi khích lại tất cả quý ông bà anh chị em, mỗi một chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau, có những lý do khác nhau để nói rằng là tôi bận lắm thế này thế nọ. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta phải biết điều gì là quan trọng trong đời sống của mình. Sự sống mới là quan trọng, linh hồn mới là quan trọng, thần linh mới là quan trọng, xác thịt chẳng ích gì. Anh em có chăm lo cho nó đã đời thì 6, 7, 80 năm cuộc đời rồi kết thúc, tất cả trở về đâu? Về đất. Tất cả về đất hết. Mình đi về với Chúa không mang được theo một cái gì hết. Nhưng tôi nói với anh chị em có thể mang lời của Đức Chúa Trời sống với anh chị em đời đời. Cho nên hãy đầu tư vào lời Ngài vì nó là sự sống của anh chị. Amen chưa? Rồi, chúng ta hãy dành 10 phút mình cầu nguyện với nhau. Và tôi muốn anh chị em trước mặt Chúa hãy đưa ra một cam kết. Đó. Hỡi hơn những anh chị em ở nơi này và những anh chị em trên live stream, hãy cam kết, nhất là những anh chị em chưa bao giờ có sự đọc kinh thánh nghiêm túc, hãy cam kết buổi sáng hôm nay giùm tôi. Hãy cam kết, Chúa nghe lời cam kết của anh chị em. Chúa ơi, con muốn sự sống và hôm nay con quyết định cam kết trước mặt Ngài rằng con sẽ đọc sách của Ngài, con sẽ nghe lời của Ngài, con sẽ bắt đầu nghiêm túc với lời của Ngài trên đời sống tâm linh của con. Anh em cầu nguyện đi ạ. Tất cả hãy cầu nguyện là Chúa đang ở đây. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đang ở đây và Ngài đang muốn dân sự của Ngài tôn kính lời Ngài. Dân sự được gọi bằng danh Ngài phải tôn kính lời Ngài. Dân sự được gọi bằng danh Ngài phải tôn quý và yêu thích lời Ngài. Đó là một dân sẵn lòng cho Đức Chúa Trời, một dân có thể phấn hưng cho công việc Đức Chúa Trời, một dân có thể làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện đến chị, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con cam kết trước mặt Ngài, con nhất định sẽ đọc quyển kinh thánh này, con nhất định sẽ đọc một cách chậm rãi, con quyết định sẽ đọc một cách lặp đi lặp lại, nghiêm túc tập trung, con quyết định sẽ nhận lấy cho con những lời Ngài hứa một cách xác quyết trong niềm tin, không lay chuyển, không nghi ngờ. Lạy Chúa, hãy giúp con. Cầu nguyện đi hội thánh. Hỡi anh em trên live stream, hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cam kết điều này. Chúa Thánh Linh đang ở đây và Ngài sẽ chạm lòng anh chị em. Đấng được sai đến để giúp đỡ anh em hiểu lẽ thật, Đấng được sai đến để dẫn anh em vào mọi lẽ thật, Đấng được sai đến để bày tỏ lời Chúa Giêsu cho anh em. Thánh Linh của Chúa đang ở đây và Ngài sẽ ban phước cho anh em buổi sáng này qua lời cầu nguyện của chính mình. Anh em sẽ không còn buồn ngủ khi đọc kinh thánh nữa. Anh em sẽ không còn mất tập trung khi đọc kinh thánh nữa. Anh em sẽ không còn nhàm chán khi đọc kinh thánh nữa. Anh em cũng không còn cảm thấy khô khan khi đọc kinh thánh nữa. Tôi nói là Linh của Chúa Giêsu đang ở đây để giúp đỡ anh chị em trong danh Ngài. Oh hallelujah. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên toàn bộ những người nam người nữ ở nơi này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên toàn bộ những ai đang chịu ảnh hưởng và lắng nghe lời cầu nguyện này. Danh của Ngài sẽ làm anh em đầy Thánh Linh sự sống. Danh của Ngài sẽ kéo anh em đến với lời của Ngài giờ này. Danh của Ngài sẽ cho anh em sức mạnh và ngọn lửa bên trong để có thể ban phát nhận lãnh lời của Ngài. Ô, hãy sức dầu cho dân sự Ngài. Lạy Chúa, sức dầu mới cho dân sự Ngài. Lạy Chúa, sức dầu mới cho dân sự Ngài. Lạy Chúa, sức dầu mới cho dân sự Ngài. Lạy Chúa, một dân được sức dầu với sự hiểu biết thánh từ nơi Ngài. Một dân được sức dầu với sự hiểu biết lẽ thật từ nơi Ngài. Một dân được sức dầu với những điều tươi mới khôn ngon từ nơi lời của Ngài. Hãy đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy lòng dân sự Ngài. Lạy Chúa toàn năng, con cầu nguyện giờ này. Tiếp tục đến cho em, tiếp tục đến cho em, tiếp tục đến cho em. Tôi muốn nhắc anh chị em này, những ai đang buồn ngủ khi đọc kinh thánh, hãy nói: Thánh Linh ơi, giúp con.
Thánh Linh ơi, đổ đầy tâm trí con. Thánh Linh ơi, làm tươi mới con bởi sự sức giàu ngày giờ này. Những ai đang đọc Kinh Thánh mà không tập trung, hãy nói: Chúa ơi, giúp con nhìn và thấy được trong lời của Ngài sự sống, sự mầu nhiệm trong lời Ngài. Giúp con tập trung và nhìn thấy, Chúa ơi. Những ai đọc Kinh Thánh mà hoàn toàn không hiểu gì, hãy nói: Thánh Linh ơi, hãy tái sanh tâm linh con. Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy sự sống, sự hiểu biết của Ngài vào con để con hiểu được lời Ngài. Cầu nguyện đến cho em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện nào. Cầu nguyện nào, đừng ai làm thinh giờ này. Đừng ai mà miệng mình làm thinh giờ này. Tôi nói sự sống mới là quan trọng, sự tái sanh mới là quan trọng, không phải chữa lành là quan trọng, không phải đủ quỷ là quan trọng, anh em thoát khỏi hỏa ngục mới là quan trọng. Hãy nói rằng tôi yêu lời Ngài, lời Ngài sống, lời Ngài thánh hóa, lời Ngài giúp cho con được tái sanh, lời Ngài giúp cho con trở về với đấng toàn năng. Lạy Chúa, lời Ngài là tinh túy của Ngài, lời Ngài là sự sống cho con. Cầu nguyện cho em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy nói: Chúa ơi, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con. Hallelujah, 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 hallelujah. Lạy Chúa, hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Thăm viếng dân sự của Ngài. Cha ơi, thăm viếng dân sự của Ngài. Cha ơi, thăm viếng dân sự của Ngài. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong danh của Giê-xu con Đức Chúa Trời, tôi gỡ bỏ toàn bộ mọi giới hạn trên đời sống anh chị em. Bất kể giới hạn đó có tên gọi là gì, tôi gỡ bỏ mọi giới hạn về sức khỏe trên anh chị em. Tôi gỡ bỏ mọi giới hạn về trí tuệ trên anh chị em. Tôi gỡ bỏ mọi giới hạn về tấm lòng đam mê trên anh chị em. Ngăn trở nó thì phải bị giới hạn đó, thì bị gỡ bỏ giờ này. Tôi gỡ bỏ toàn bộ những gì ngăn trở anh chị em đến với lời của Đức Chúa Trời. Mọi tà linh của đời này, mọi thần của đời này phải bị hạ xuống giờ này, bị cột trói giờ này, bị bẻ gãy giờ này, bị xua đuổi giờ này. Tôi nói linh anh chị em phải được tự do. Linh anh chị em được tự do. Tự do để ra quyết định với lời của Đức Chúa Trời buổi sáng này. Vì lời Ngài là thần linh và sự sống. Lời Ngài là sự sống. Lời Ngài là sự sống. Lời Ngài là sự sống. Oh, hallelujah. Tôi tôn cao lời của Đức Chúa Trời tại nơi này. Tôi tôn cao lời của Đức Chúa Trời tại nơi này. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Có một câu hỏi rất là thường hỏi: làm sao tôi biết tôi là người đã được tái sanh? Làm sao tôi biết tôi là người đã được cứu rỗi? Linh hồn đã được sống, thoát khỏi hỏa ngục. Một người được tái sanh là một người mà lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống của họ. Đó là người tái sanh. Lời của Chúa điều khiển họ. Lời của Chúa mách cho họ những quyết định, những lời nói, những tư tưởng. Họ sống theo lời Ngài. Cho nên Kinh Thánh chép rằng chúng ta được sinh lại bởi lời và bởi linh, bởi Thánh Linh và bởi lời Ngài, thì chúng ta cũng phải sống bởi lời Ngài. Vì vậy cho nên cho em hãy kiểm tra. Hãy kiểm tra xem, sau khi mình tuyên xưng đức tin, thì mình có phụ thuộc vào lời Chúa để sống không? Đó là một câu hỏi rất nghiêm túc cho sự sống của linh hồn tất cả bạn chị em ở nơi này. Những người nào yêu mến lời Ngài, thuận phục lời Ngài, sống bởi lời Ngài, tôi chúc mừng anh chị em. Anh chị em thực sự là công dân của thiên quốc. Còn những anh chị em dù tuyên xưng Chúa Giê-xu rồi nhưng mà chưa thấy mình phụ thuộc vào lời Ngài, mình vẫn phụ thuộc vào những hệ thống giá trị của thế giới này, thì anh chị em ơi,
hãy nghiêm túc với linh hồn mình đi. Không phải ai lạy Chúa đều vào thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người nào làm theo ý Cha ta trên trời. Ý của Chúa ở đâu? Ý Chúa ở đây. Amen. Ý Chúa ở đây. Nếu chúng ta không đọc lời của Ngài, làm sao chúng ta biết ý Ngài? Vì vậy, điều mà tôi quan tâm bậc nhất, tôi quan tâm hơn cả sự chữa lành bệnh và sự giải cứu khỏi ma quỷ, đó là linh hồn anh em đã được sống chưa. Tôi rất quan tâm đến điều này, quan tâm lắm. Vì tôi biết chắc một điều rằng khi linh hồn anh em đã được tái sanh và được sống, anh em con không còn sợ một cái gì nữa cả. Bệnh tật không đe dọa anh chị em, ma quỷ không dọa anh chị em, không thứ gì có thể làm tắt nụ cười trên khuôn mặt anh chị em được. Đó là dấu hiệu của người được tái sanh. Amen chị em. Suốt ngày sáng chiều cứ cười cười vui mừng. Và người ta bảo ông này chắc là mới Biên Hòa về. Nhưng thật sự không phải. Vì niềm vui ở trong tâm lòng. Amen. Vui mình được sống rồi. Amen. Vui vì sự chết không còn quyền trên mình nữa. Amen. Đó là niềm vui mãi mãi đời đời của chúng ta. Chúng ta được sống rồi. Sống rồi. Tôi đã sống rồi. Cảm ơn Ngài. Amen. Và giờ này anh chị em sẵn lòng thờ phượng Chúa chưa? Hết lòng thờ phượng đấng ban cho mình sự sống. Amen. Tôi rất thích thờ phượng Chúa. Vì khi thờ phượng Chúa, Chúa đồng chạm tâm lòng mình, Chúa yêu mình. Trong sự thờ phượng, Chúa bày tỏ chính Ngài cho mình. Amen. Hãy im lặng thờ phượng Ngài. Không phải chỉ trong hội thánh đâu anh chị em. Tôi muốn cuộc đời anh chị em là một cuộc đời thờ phượng Chúa, một lối sống thờ phượng Chúa. Thờ phượng mọi lúc mọi nơi, nhắm mắt lại là có thể thờ phượng Chúa. Chúa ơi con yêu Ngài, hãy đến đây, con sẽ hát cho Ngài nghe. Không ạ? Con sẽ đờn cho Ngài nghe. Con sẽ được trò chuyện với Ngài qua âm nhạc. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời rất thích những điều đó. Vậy nên em đọc Khải Huyền sẽ thấy mai mốt tất cả anh chị em mình lên trời cứ ca hát suốt ngày, không còn phải lo nợ ai đồng nào. Không còn phải lo sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Không còn phải lo con cái mình nó hư hỏng, nó có đi thờ phượng Chúa không, không phải lo lắng nữa. Nhưng mà sáng trưa chiều tối 24/7 chỉ thờ phượng đấng toàn năng. Amen. Đó là niềm vui của thực sự của mọi một chúng ta. Nào, chúng ta hãy thờ phượng Ngài. Hãy thờ phượng Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Anh chị em nào thấy mình chưa đầy dẫy bên trong, hãy cầu nguyện. Chúa ơi con thật sự cần Ngài. Con thấy con thiếu tình yêu thương, hãy cho con tình yêu. Con thiếu sự nhịn nhục, hãy cho con sự nhịn nhục. Con thiếu sự nhân từ, hãy cho con sự nhân từ. Con thiếu lòng thương xót, hãy cho con sự thương xót. Tôi muốn nói tất cả anh chị em là những người bắt đầu đầy dẫy bông trái của Đức Thánh Linh. Đây là dầu của ngọn đèn anh chị em. Đây là bình xăng trong động cơ của anh chị em. Anh chị em thiếu nó anh em không đi xa được đâu. Thiếu xăng xe anh em không chạy xa được. Chức vụ anh em không thể chạy xa được. Mục tiêu của cuộc đời anh chị em cũng không thể hoàn thành được. Cho nên phải có nó. Nào, mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện nha. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con thành thật để nhìn nhận sự yếu kém của chúng con. Chúng con phải thành thật nhìn nhận trước mặt Chúa rằng chúng con chưa yêu thương đủ như Ngài muốn, chưa nhịn nhục đủ như Ngài muốn, chưa nhân từ thương xót đủ như Ngài muốn. Lạy Chúa, ngay giờ này con xin Ngài đến thăm viếng tấm lòng của con. Anh em hãy cầu nguyện nào. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài đến bây giờ. Ngài đến trên tầng anh chị em bây giờ. Ai là người thành thật khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa để nói rằng Chúa ơi con cần Ngài, thì Ngài đến thăm viếng anh em. Ngài chạm anh em và lòng anh em sẽ được biến đổi giống như Ngài. Từ vinh quang đến vinh quang, từ phép lạ đến phép lạ. Lòng anh em sẽ tràn ngập những phẩm hạnh của Chúa Giêsu ngay bây giờ. Lạy Chúa con cầu nguyện, hãy thăm viếng dân sự của Ngài. Thăm viếng dân sự của Ngài. Cha ơi con cầu nguyện, Ngài thăm viếng dân sự của Ngài. Từng người một đang có mặt ở nơi đây,
Cha ơi, thật sự chúng con cần Ngài. Chúng con cần tấm lòng của Ngài. Chúng con cần phẩm hành của Ngài. Chúng con cần bông trái của Ngài. Chúng con cần lạy Chúa hãy đến và tâm viếng dân sự của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục đi. Chúa Thánh Linh cho tôi biết ở trong tấm lòng này rằng rất nhiều anh chị em vẫn đang sống với những phẩm hạnh mà Chúa không muốn thấy. Ở nơi đây, có mặt tại hội trường này, anh em vẫn còn cãi vã, vẫn còn tức giận, vẫn còn cay đắng, vẫn còn buồn rầu. Anh em vẫn còn nhiều điều. Và Chúa muốn anh chị em hãy ăn năn. Chúa kêu gọi anh chị em hãy ăn năn những phẩm chất, những lời nói, những tư tưởng đó để Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em giờ này một cách thành thật. Anh chị em có muốn trở thành con gặt của Chúa không? Hãy ăn năn. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con thật xấu hổ vì nghĩ rằng, nghĩ thấy mình không xứng đáng để làm môn đồ của Ngài, không xứng đáng để nhận tình yêu. Nhưng Chúa ơi, hôm nay xin Ngài tha thứ và đổ đầy làm mới tấm lòng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục này, tôi thấy Chúa bắt đầu vận hành. 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 Những ai đang cãi vã, hãy ăn năn. Những ai đang có sự xích mích, hãy ăn năn. Những ai đang có sự xung đột, hãy ăn năn. Những ai đang cầm giữ sự vấp phạm trong lòng, hãy ăn năn. Những ai đang cảm thấy có cái sự cay đắng bên trong, hãy ăn năn. Những ai đang cảm thấy mình sống cứ lo lắng về những việc không đâu, hãy ăn năn. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, toàn bộ những thứ đang cầm buộc tấm lòng của anh chị em, linh bất an, lo lắng, cay đắng, không yêu thương, tôi trói buộc trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi quyền lực của Satan đang hành động trên tấm lòng anh chị em, ta trói buộc nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đây, tất cả những sự lo âu, bất an, nổi loạn, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rồi đây, rồi đây, rồi đây, rồi đây. Có những tấm lòng xích mích với những thành viên trong gia đình mình ở đây, hãy ăn năn để Chúa giải cứu anh chị em giờ này. Tôi nói rằng Chúa sẽ giải cứu anh chị em giờ này bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Hỡi Satan, hãy nghe ta nói đây. Ta trói buộc mày. Ta trói buộc mày. Ta trói buộc mày. Linh cay đắng, ta trói buộc mày. Ta linh cay đắng, ta trói buộc mày. Ta linh buồn phiền, ta trói buộc mày. Ta linh giận dữ, ta trói buộc mày. Trong danh Chúa Giêsu, hãy rời khỏi đám đông này. Rời khỏi những thân xác mày đang có mặt ở đây đó. Rời khỏi những tấm lòng mày đang có mặt ở đây đó. Rời khỏi những tư tưởng, những tâm trí của họ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi kêu danh của Chúa trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu đấng giải cứu trên anh chị em giờ này. Tôi kêu danh của Chúa Giêsu trên những tấm lòng đang có mặt ở nơi đây, đang gặp vấn đề về những phẩm hạnh bên trong. Anh em muốn bình an không bình an được. Anh em muốn yêu thương không yêu thương được. Anh em muốn tha thứ không tha thứ được. Anh em muốn sống bình an mà không bao giờ được, vui mừng không bao giờ được. Tôi nói với anh chị em rằng hôm nay anh chị em phải được tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do, tôi kêu sự tự do trên anh chị em giờ này, trên từng người nam, người nữ giờ này. Tôi kêu sự tự do trên từng người nam, người nữ giờ này. Cầu nguyện anh chị em. Tôi nói rằng có rất nhiều tật bệnh trên cơ thể anh chị em, nó ra từ những phẩm hạnh sai tật bên trong tấm lòng, bên trong tinh thần của anh chị em đó. Anh em hãy thành thật với và nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn giải phóng ngày hôm nay. Con muốn được tự do ngày hôm nay. Con muốn được Chúa chữa lành ngày hôm nay. Chúa ơi, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con. Cầu nguyện đi anh chị em. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Ai cay đắng chồng mình, ai cay đắng vợ mình, ai cay đắng cha mẹ mình, ai buồn phiền con cái của mình, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói buộc mày giờ này Satan. Ta trói buộc mày giờ này Satan. Ta trói buộc mày giờ này Satan. Come out. Những độc tố của mày đi ra. Những độc tố của mày đi ra. Những linh cay đắng đi ra. Những linh giận hờn đi ra. Những tà linh lo âu đi ra. Những linh bất an đi ra. Những linh ô uế đi ra. Tất cả mọi tà linh đó đi ra. Ra, ra khỏi họ giờ này. Tiếp tục lên chèm. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trong danh Giêsu quyền năng. Come out. Toàn bộ quyền lực này rời đi. Rời, rời, rời. Tất cả những tà linh nổi loạn, phán xét, nói hành, nói xấu, ta bẻ gãy mày. Bẻ gãy mày. Bẻ gãy mày.
dựng ta lên hành động trong mắt, trong miệng, trong tai, trong tâm trí, trong tư tưởng. Ta trói mày Satan, ta trói mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta bảo mày ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, đi ra khỏi những người này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đem dẹp, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi kêu thần của Đức Chúa Trời ở nơi này, tôi kêu linh của Đức Chúa Trời ở nơi này, tôi kêu danh của Chúa Giêsu ở nơi này. Toàn bộ những tấm lòng được tẩy sạch giờ này, 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 tẩy sạch giờ này. Come on, come on, mọi độc tố của mày hãy đi ra, lòng cay đắng hãy được bình an, mọi linh cay đắng hãy rời đi, mọi linh cay đắng hãy rời đi. Tôi nói với anh chị em đến đây để được chữa bệnh, em đến đây để được giải cứu khỏi ma quỷ, đây là cơ hội cho anh chị em. 80% bệnh tật nó ra từ những trạng thái tấm lòng không đúng đắn của anh chị em, tấm lòng không đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời, khiến cho thân thể anh em bệnh tật. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, anh em hãy xưng nó ra. Ai còn giận dữ hãy xưng ra, ai còn phán xét hãy xưng ra, ai còn nói hành hãy xưng ra, ai còn cho những điều đó hãy xưng ra. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu hãy được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Tôi kêu danh Chúa Giêsu trên trên giờ này. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh, đừng làm thinh. Hãy nói rằng Satan, linh cay đắng hãy ra khỏi ta, linh không tha thứ hãy ra khỏi ta, linh giận hờn hãy ra khỏi ta, linh bất an hãy ra khỏi ta, linh lo lắng hãy ra khỏi ta, những linh nổi loạn hãy ra khỏi ta, những linh xung đột trong gia đình hãy ra khỏi ta. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Trong danh Chúa Giêsu. Come on, come on. Mọi độc tố của mày rời đi, rời, 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 rời. Tôi thấy cái, đấy, một số người ở đây ma quỷ biểu lộ, hãy nôn hết ra, nôn hết ra, nôn hết ra. Con bộ cây đắng lo đắng đi ra, cây đắng đi ra, không tha thứ đi ra, giận hờn đi ra. Ôi, những gì đau khổ đi ra, những gì yếu kém đi ra, những gì không phải từ ơn của thánh linh đi ra, những sự bộc phát nóng giận không kiểm soát đi ra, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Come out, come out, come out, come out, come out, come out, out. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Oh, hallelujah. Tiếp tục đi anh em, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đây là cơ hội để tẩy sạch bên trong anh em, tẩy sạch bên trong. Tôi kêu huyết Chúa Giêsu phủ lên, phủ lên, phủ lên, phủ lên. Huyết Chúa Giêsu hỏi Satan, ta ra lệnh cho mày rời khỏi họ giờ này. Ta lên cây đắng hay đi đi, ta lên hồng thầu hay đi đi, ta lên thất bại hay đi đi, ta lên có sự bất mãn hay đi đi, ta lên có sự nóng giận hay đi đi. Come out, rời đi, rời, 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 rời. Come out, rời đi. Quyền lực của Satan từ bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này. Hỡi Satan đi ra, hỡi Satan rơi khỏi dân sự của ta, rơi khỏi dân sự của ta, rơi khỏi dân sự của ta. Hỡi các linh hồn rơi khỏi dân sự của ta, linh hồn rơi khỏi dân sự của ta. Hỡi tà linh hồn rơi khỏi dân sự của ta. Ta trói buộc mày giờ này, 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 trói buộc mày giờ này. Come on, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Oh, hallelujah. Rời đi, rời đi, rời đi. Trong
thứ gì không đến từ Chúa, đuổi nó đi. Phải tống bỏ nó đi. Anh em bị thất bại, bị giận hờn, đuổi nó đi. Anh em bị xung đột, bị đổ vỡ, đuổi nó đi. Anh em bị cay đắng, bị tất cả những điều đó, đuổi nó đi. Anh em hay nói hành, nói xấu, phán xét người khác, đuổi nó đi. Come out. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Rồi đi. Rồi đi. Rồi đi. Rồi. Thân của Đức Chúa Trời ở nơi này. Con kêu danh của Chúa Giêsu trên trên. Danh của Chúa trên trên. Satan, ta bảo mày rời khỏi người của ta giờ này. Ta ra lệnh cho linh ôi, mày phải rời khỏi người của ta giờ này. Những ai đang buồn nôn hãy nôn ra. Những ai buồn nôn hãy nôn ra, nôn ra. Tất cả những phục tức, những tức giận, những cay đắng bên trong hãy rời đi. Ao, rời đi. Trong danh Giêsu, những anh chị em trên live stream hãy cầu nguyện với tôi giờ này. Cầu nguyện giờ này. Tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch bên trong. 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 Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu. Come out. Satan. Out. Satan ready. 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 Satan ready. Come out. Tất cả linh hồn hãy đi ra. Linh hồn đi ra. Linh nóng giận đi ra. Linh thất bại đi ra. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Rồi đi. Rồi đi. Rồi. 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 Hallelujah. Lửa thánh linh giờ này. Lửa thánh linh giờ này. Lửa thánh linh trên thiên giờ này. Lửa. Holy Ghost. Lửa trong danh Giêsu. Hallelujah. Danh của Chúa Giêsu. Danh của Chúa Giêsu giải phóng anh em giờ này. Come out. Những gì cay đắng, những gì giận hờn, những gì phán xét, những gì lo nghĩ, những gì bất an, ta ra lệnh mọi tà linh đó phải rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Rời đi. Trong danh Chúa Giêsu ra đi. Mọi độc tố của mày Satan, mọi độc tố của mày, ta bảo mày rơi khỏi người của ta giờ này. Satan rơi khỏi người của ta giờ này. Mày ra khỏi người của ta giờ này. Ra bằng đường miệng, ra bằng đường hơi thở, ra bằng đường nước mắt, ra bằng mọi đường. Ra đi. Come out và cấm quay trở lại giờ này. Cấm tụi bay quay trở lại giờ này. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. 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 Chưa hết đâu anh chị em. Tôi thấy quá trình tẩy sạch tiếp tục bắt đầu. Vẫn tiếp tục. Quá trình tẩy sạch từ bên trong này nó đòi hỏi sự thành thật và cộng tác của anh chị em. Anh chị em hãy suy nghĩ đi. Có thể trong quá khứ anh chị em đã từng mở cửa cho điều gì? Sự nóng giận chăng? Sự cay đắng chăng? Sự ruồng bỏ chăng? Sự cô đơn chăng? Tất cả những điều đó ngày hôm nay anh chị em cần phải thanh tẩy nó, vì nó cản trở anh chị em đầy dậy thánh linh bên trong. Nó cản trở những bông trái thánh linh mọc trong lòng anh chị em. Nó cản trở, nó không cho những bông trái đó phát triển. Kinh Thánh gọi đó là những chà chơm gai gốc, những đá sỏi bên trong. Nó làm cho cây sự sống của Chúa không thể kết quả được. Anh em hãy thành thật nghe tôi nói đây. Hãy tẩy sạch tấm lòng mình buổi sáng hôm nay. Hãy nói với Chúa rằng ta không chấp nhận bất cứ một con quỷ nào, dù đó là cay đắng hay sự không tha thứ, lo lắng bất an, hận thù hay bất cứ điều gì mà không phù hợp. Ta ra lệnh cho ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra khỏi tấm lòng ta giờ này. Đi ra Satan. Đi ra. Come out. 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 Come out. Satan. Cố đi. Cố đi. Rời đi. Rời đi.
Đức Chúa Trời, thân của Đức Chúa Trời giải phóng nó giờ này. Come on, sẽ bằng người đi. Tiếp tục bẻ gãy nguyên lực của nó, bẻ gãy nguyên lực, bẻ gãy nguyên lực, bẻ gãy nguyên lực, bẻ gãy nguyên lực. Come on, come on, rời đi. Seven, tất cả những xiềng xích của mày bị rời bỏ đi. Tầm bẻ gãy nguyên lực của mày giờ này, bẻ gãy toàn bộ tà linh ô uế của mày giờ này. Mày ra khỏi dân sự của ta giờ này. Anh em ơi, hãy cộng tác với tôi, 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 cộng tác với tôi. Trong danh Chúa Giêsu. Come on, come on, come on. Seven, seven, đi đi. Seven, đi đi. Đi đi. Come on, come on, come on. Rồi, cho anh nằm lên đây, cho anh nằm chỗ đây nè. Come on. Anh em khác tiếp tục cầu nguyện, đừng để ý, đừng để ý. Tiếp tục cầu nguyện cho chính mình, đừng để ý gì cả. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Nằm dưới, nằm dưới đây, đây đây, đây đây. Trong danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi họ giờ đây. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Trong danh Chúa Giêsu, hãy được tự do. Come on. Rời đi. Rời đi. Rời. 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 Satan, toàn bộ linh nô uế của mày hãy rời đi. Toàn bộ linh nô uế của mày hãy rời đi. Ra khỏi người của ta giờ này. 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 Come on, come on, come on. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục, 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 tiếp tục. Không có tà linh cay đắng dần hơn, bất an lo. Những linh luôn bỏ thất vọng thất bại, hãy rời đi, rời, rời, ra khỏi nơi của ta, ra khỏi nơi của ta, ra khỏi nơi của ta. Satan và các quỷ sứ của mày, Satan và các quỷ sứ của mày, hãy rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời. Come on. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.